Con là Phật tử ở nhà chỉ nghe pháp của thầy trên YouTube, kinh đọc hoài mà không thuộc. Hôm nay được diện kiến thầy thật là phước báo vô biên. Kính thầy giúp con đọc kinh ngắn gọn trước khi ăn. Vậy mỗi lần ăn gọi em, em đọc cho ăn. Em cũng rảnh lắm ạ. Ý muốn học bài kinh đọc kinh á, cậu ai cậu kinh ăn cơm phải không? Thật sự ra không có kinh gì kinh ăn cơm hết á. Nhưng mà khi chúng ta ăn, chúng ta khởi niệm là kinh thôi. Bởi vì kinh nghĩa là gì? Chữ kinh có hai nghĩa, khế lý và khế cơ, gọi là kinh. Khế lý là hợp chân lý, khế cơ là hợp căn cơ, gọi là kinh. Ví dụ như bây giờ ngay lúc này ăn cơm, mình chắp tay là mình đọc: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Hay là mình đọc: ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn tam bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Nghe như bài thơ vậy đó. Nhưng mà cái bài thơ đó hợp lúc là khế cơ, hợp lý là nói đúng. Có nhiều khi mình nói lý mà không đúng cơ. Ví dụ như con nít nó nhỏ xíu à, chắp tay lời con đọc một lô, lần sau kêu ăn cơm với ngoại, thôi ngoại ăn mình đi. Nó nhỏ, mình cho nó tụng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ thậm chí quý vị chỉ cần nâng chén cơm lên nè, không cần biết mình ăn chay ăn mặn, cứ mỗi lần nâng bát cơm lên đọc ba câu: dứt miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ nhì, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhiều đó đủ kinh rồi. Bốn mươi lăm năm kinh điển của đạo đức, 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, một hàng trăm quyển kinh còn lưu lại không ngoài ba câu đó: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Con có câu hỏi nhờ thầy giúp giùm. Phật tử tới chùa lên chánh điện mang dép có được không? Tại sao vào phòng vệ sinh phải đổi dép? Tại vì chùa này dư dép. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta lên chánh điện á, theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam là chúng ta phải cởi dép để bên ngoài. Bởi vì chánh điện đã là chánh điện, nghĩa là cái điện chánh nhất của cái chùa đó, không phải là điện phụ, nó là cái điện chánh nhất của một ngôi chùa. Tiếng Anh dịch là main hall. Thì trong cái điện đó có thờ Phật Tam Bảo, cho nên chúng ta phải kính trọng, không làm ô uế. Vì vậy cho nên chúng ta không mang giày dép vào chùa. Lỡ ai mang dép vào chùa thì chúng ta nhẹ nhàng nhắc thôi: chị ơi, chị hoan hỷ để dép bên ngoài. Nhiêu đủ rồi. Trời 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 trời, tội chết nghe không. Ô cha, cái bà này bà nói thôi, con đôi dép mà tôi tội quá. Mình cũng có cách nói, nhưng mà cái cách mình nói cho người ta dễ chịu. Nhiều khi người ta quên chứ người ta không có cố ý. Chị hoan hỷ để dép bên ngoài, tại vì tất cả chúng ta vào chánh điện không có mang dép. Người ta giật mình liền. Còn đối riêng với trong luật, khi đi vào nhà vệ sinh chúng ta đổi dép, là bởi vì trong nhà vệ sinh những cái chất tạp dơ trong đó, mình không muốn mang cái gì trong cái bẩn dơ đó rồi dẫm đạp lên chỗ khác. Thí dụ
Bây giờ mình mang có đôi vớ vào trong đó, lỡ trong đó dơ mình ướt ướt vớ, thì mình chính bản thân mình là đã thiệt thôi. Mình mang cái đôi dép, đôi giày nó, đôi vớ nó ướt nhẹp cả ngày khó chịu. Cho nên thay đôi dép để chắc chắn rằng vớ mình không bị ướt dơ. Và khi ướt dơ là chắc chắn những tạp, những chất nước ở trong đó phần lớn là nước dơ. Cho nên để tránh trường hợp chúng ta dẫm cái dơ đi khắp cùng, đặc biệt là chánh điện. Ví dụ mình mang đôi vớ dẫm nhầm nước dơ lên chánh điện, dù không mang dép nhưng vẫn còn mang vớ thì chánh điện cũng sẽ bị dơ. Cho nên đó là một sự tôn trọng. Nếu nói gần gũi thì mình cũng giúp cho cái ban lau dọn người ta đỡ cực, thế thôi. Trong luật dạy là đi vào trong nhà vệ sinh thì chúng ta cần phải đổi dép. Nhưng mà nó cũng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Ví dụ như mình đi ra ngoài phi trường, chỗ công cộng dép đâu đổi, thì phải chấp nhận vậy thôi. Cho nên người Phật tử chúng ta ứng dụng, làm sao mà chúng ta linh động được cái giáo pháp đó, thì chúng ta là người hiểu đạo và tu đạo, chứ không có phải mình cứ nhắc như vậy. Con rất hân hạnh được gặp thầy hôm nay, xin hỏi thầy một câu: cúng cơm cho người đã mất bao nhiêu là đủ để người đó không bị đói? Tùy theo số tuổi cúng, trẻ cúng nhiều, già cúng ít. Người có răng thì cúng cơm, người không răng cúng cháo. Người răng khỏe cúng mía. Thưa đại chúng, mình cúng bao nhiêu cũng sao đủ. Thường thường ta nói vậy nè: nhang không cần thắp nhiều, một nén tâm thành cũng đủ. Cơm nước không cần ê hề, bằng tâm thành một chút cũng đủ. Bởi vì lúc đó mình chuyển lương thực bằng tâm. Và người chết không ăn theo cái lối ăn của mình là đoàn thực. Người chết là xúc thực thôi. Xúc thực là ngửi, đoàn thực là nhai nuốt như mình đó. Con người mình còn sống đó, con người mình còn sống để thức ăn vô miệng nhai nhỏ nhỏ, nhỏ nuốt, gọi là đoàn thực. Còn người mất, người âm, người ta không có ăn kiểu đó. Ví dụ như mình đem lên bàn, mình nói: má ơi, má về ăn cơm không đủ báo con biết nha má. Nếu má về má nói thiếu con, dám xuống nấu tiếp không? Bỏ chạy liền. Trời, má tôi lưng quá, con muốn cúng người ta mà hỏi em, em có ăn đâu em biết. Cúng người đó, hỏi người đó. Is that enough? Thật ra quý vị thấy khi mình cúng cô hồn không? Con chén cháo à, mà cô hồn thì vô số. Bây giờ quý vị bưng một nồi cũng không đủ nữa, tại quý thầy thỉnh quá trời thỉnh luôn. Nào là thập loại cô hồn, pháp giới cô hồn, kêu đủ thứ hết, hà sa đẳng chúng tứ sanh ô kêu, mà có một tô cháo à. Vậy thì lúc đó mình cúng bằng cái gì mà họ đủ? Bằng cái tâm biến thực biến thủy của mình. Có bao giờ quý vị ăn có một chút mà quý vị no không? Cũng có chứ, đôi khi không ăn cũng no vậy. Trưa giờ Pháp Hòa chưa ăn gì mà vẫn no, tại ăn câu hỏi nè. Thì xin thưa đại chúng là người mất là xúc thực, còn người sống chúng ta là đoàn thực. Chúng ta cúng là tùy theo sức mình cúng, còn no đủ hay không là tùy tâm mình hiến hướng cho người ta. Đặc biệt là khi cúng, cúng cho họ là quán tưởng thực phẩm chứ đừng quán tưởng cái khác. Khi mình tụng, thậm chí mình không biết tụng gì hết á, khấn người mất xong rồi Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Giai Bảo Mãn Bồ Tát, cầu cho người đó no đủ. Và sự cúng thí này rộng khắp. Xin thầy giải thích cho con biết tại sao vào chùa lại Phật trước phải lại tổ,
Và tại sao bàn thờ tổ đường đặt sau lưng chánh điện và kế bên bàn thờ tổ thường là bàn thờ vong? Kính mong thầy cho con hiểu. Thưa đại chúng, đây là cái cách bày trí bàn thờ theo văn hóa của Phật giáo Việt Nam, chứ không có cái luật gì hết á. Đây là theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam thôi. Chúng ta gọi là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Trước thờ Phật, sau thờ tổ. Nhưng mà tổ này là tổ gì? Tổ này là tổ tiên, những vị tổ tiên, những bậc tiền bối của chúng ta. Và các vị tổ tiên này chúng ta gồm có hai phần. Một là tổ tiên tâm linh, hai là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên tâm linh là những bậc hòa thượng, sư trưởng, những người đã dạy cho chúng ta biết đạo lý giáo pháp. Còn tổ tiên huyết thống chính là cha mẹ, bà con quyến thuộc của chúng ta. Vì đó là tổ đường, nơi thờ tổ, cho nên chúng ta thờ đủ hai nguồn tổ tiên của mỗi người chúng ta. Đó là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Người sanh mình ra, nuôi mình lớn là cha mẹ, ông bà. Người dạy cho mình biết chữ nghĩa, biết lễ giáo, đó là tổ tiên tâm linh, những bậc thầy của chúng ta, từ trường học tới nhà chùa. Cho nên đối với chúng ta luôn luôn tri ơn và thể hiện lòng tri ơn bằng cách thờ phụng. Cho nên chúng ta có bàn thờ tổ tiên. Ở nhà mình không thờ vậy được thì mình thờ gì? Thượng Phật hạ tổ tiên, trên thờ Phật, dưới thờ ông bà. Còn ở chùa vì cái chu vi rộng cho nên chúng ta tiền Phật hậu tổ. Người Huế đó thờ kiểu vậy đó. Quý vị đến những gia đình người Huế, quý vị sẽ thấy cách thờ tiền Phật hậu tổ. Ở phía trước là một cái bàn thờ cao, thờ Phật. Ở phía sau bàn thờ thấp hơn, thờ ông bà. Cho nên mỗi khi mình đứng trước bàn thờ Phật, mình lễ xuống, tức là mình vọng bái ông bà phía sau luôn. Đó là cách thờ theo người Huế, gọi là tiền Phật hậu tổ. Đó là cái cách thờ của văn hóa Việt Nam, chứ không có luật lệ nào hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta là một người sống luôn luôn ghi nhận hai nguồn ân đức, đó là tổ tiên tâm linh và huyết thống, cho nên hòa thượng làng Mai mới làm câu đối để thờ trong đó. Gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Gốc rễ tâm linh tức là các vị tổ mà đã dạy cho mình đấy, bồi đắp. Rõ ràng là mình đang làm cái việc gốc rễ tâm linh xin bồi đắp nè. Hồi nhỏ má mình vẫn đi chùa, bây giờ mẹ mất rồi mình vẫn tiếp tục con đường đi chùa và hướng dẫn con mình đi chùa, gọi là gốc rễ tâm linh xin bồi đắp, suối nguồn huyết thống nguyện khai thông. Chúng ta có thân thể khỏe mạnh thì chúng ta phải gìn giữ để tiếp tục cho những đứa con mình được sự sức khỏe bình an. Còn vấn đề tại sao chúng ta xá tổ trước mới lên xá Phật, mà trước khi xá tổ chúng ta đối diện với nhau, chúng ta xá nhau rồi mới xá tổ. Lên chánh điện cũng vậy, đối diện xá nhau rồi mới xá Phật. Tại sao thế? Bởi vì cũng theo cái quan niệm thường tình, Phật thì cách mình quá xa, còn tổ thì gần mình nhất. Nhờ tổ mà mình biết Phật, phải không? Nhờ tổ mình biết Phật, vì Phật xa mình quá rồi. Nếu mà không có các vị tổ này giảng cho mình nghe Phật là gì, Pháp là chi, thì mình đâu có biết Phật Pháp là gì. Cho nên xá tổ là vậy đó. Những người gần mình nhất rồi đến xa. Nói nôm na là chào ba trước khi chào ông nội. Đến thăm ông nội vô, thưa ba con mới tới. Ông nội ở trong phòng hả ba? Con xin phép ba con vô thăm ông nội. Giống như mình đi về nhà mình thăm gia đình vậy đó. Chào ba má rồi mình chào ông nội bà nội. Cho nên người Việt Nam hay có câu á, tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca. Mình đến chùa gặp thầy trụ trì, chào thầy trụ trì, rồi xin phép thầy trụ trì lên lễ Phật. Đó là nói với các vị tu sĩ. Còn Phật tử thì mình có thể du di, chứ nếu mà ngàn Phật tử nó để tôi thực hiện câu tiên bái trụ trì hậu bái Thích Ca, sắp hàng gõ cửa, thầy con lên lễ Phật nghe. Ông đứng gật lên đi con. Người thứ hai, thầy con lên lễ Phật nghe. Thầy trụ trì đó mau đi lắm đó.
Trong cái thường cái câu đó là ứng dụng cho các vị tu sĩ khi đến thăm các chùa, tới tìm thầy trụ trì, ra mắt thầy trụ trì, rồi xin bái Phật. Bởi vì tu sĩ ít, cư sĩ nhiều, cư sĩ mà làm kiểu đó thì thầy trụ trì thấy mệt lắm. Cho nên tại sao mình xá nhau trước? Bởi vì Phật mà mình hướng đây vẫn là Phật tượng, còn Phật tâm của mỗi người, Phật tánh của mỗi người là gần nhau nhất. Cho nên xá nhau rồi xá Phật. Cho quý vị mỗi lần gặp nhau, quý vị có xá nhau không? Thí dụ như bây giờ một vị nào mà quan niệm á, nói nhỏ hơn tôi, tại sao tôi xá nó? Thật ra mình đừng có nhìn cái tướng mà mình xá, mình phải chào Phật tâm của người đó, Phật tánh của người đó. Mình chào người đó là chào cái Phật tánh, chứ không phải là mình chào cái thân tướng người đó, chào cái số tuổi của họ. Không phải. Đời sống của con không tốt nên con không có hiếu với cha mẹ được. Con suy nghĩ không biết phải làm sao, cha mẹ con chết hết rồi, xin làm sao con trả hiếu trả ân. Xin thưa, hồi xưa các cụ cũng dạy, cha mẹ còn thì báo đáp, cha mẹ mất thì theo ước nguyện của cha mẹ mà làm. Mình trả hiếu không phải chỉ dâng cơm dời nước, mà chúng ta phải duy trì cho được cái ước nguyện của tổ tiên ông bà. Cái đó mới gọi là báo hiếu. Thí dụ hồi trước kia mình không hiểu biết, mình có thể đã nói đã làm tổn thương cha mẹ, hoặc là mình muốn trả ơn cho cha mẹ nhưng vì nghèo quá, khổ quá không làm được. Nhưng bây giờ có tiền có của thì cha mẹ không còn. Có đôi lúc cũng có cái trường hợp như vậy. Cho nên người xưa cũng có câu đó: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực. Cha sanh ta ra, mẹ nuôi ta lớn, ơn của cha mẹ sánh tựa biển trời. Mà mình gọi là muốn trả ơn cho cha mẹ khác nào lấy cái tay mà với trời, hiệu thiên võng cực, với không tới. Vậy thì làm sao mình trả đây? Sống theo cái tâm nguyện của cha mẹ. Và mình biết rằng ngày nay trong chúng ta đang mang dòng máu của cha mẹ, chúng ta phải sống như thế nào? Dù cha mẹ quá vãng nhưng cha mẹ vẫn thể hiện đang sống qua cách sống của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi đó cha mẹ dạy mình nấu nồi chè. Bây giờ mỗi lần mình cúng chè, mình nấu cái món chè mà cha mẹ đã dạy, có không? Má hồi xưa dạy nấu xôi, nấu bánh gì đó, thỉnh thoảng bây giờ quý vị vẫn làm lại cái điều đó. Đó là một hình thức mình nhớ lại, một hình thức mình nuôi dưỡng cha mẹ. Cha mẹ mà mất chỉ là mất cái thể xác thôi, còn cái phần tâm thức, dòng máu, nụ cười, lời dạy vẫn mãi sống trong chúng ta. Còn cái chuyện mà mình có hiếu hay bất hiếu, thủy chung cha mẹ cũng phải mất. Dù mình có ân hận đi nữa thì sống cho đàng hoàng trở lại thôi là cha mẹ vui rồi, chứ không phải là mình làm gì hơn nữa. Con xin hỏi thầy làm sao dằn được cơn giận bộc phát ra? Nó bộc phát rồi sao dằn nữa? Thật sự ra con người mình ai cũng có cái giận hết á, ai cũng có cái sân hết. Nhưng mà mình tu thì mình nhận được cái tâm sân, nhận diện được tâm sân rồi tìm cách giảm nó. Mà muốn giảm nó phải tìm cho nó phương tiện. Ví dụ như cái người đó nói cho mình giận, mình đừng có lảng vảng xung quanh người đó. Họ nói một hồi mình giận hơn, mình đi chỗ khác, hít thở không khí trong lành, một lát cơn giận mình nó nguôi xuống. Hoặc là mình nói giận quá thì sẽ mất khôn, giống như người ăn quá thì mất ngon, no quá mất ngon, giận nói không những lời không thiện không lành. Và hơn nữa chúng ta quán chiếu vô thường, nói chung là nhiều cách để chúng ta có thể giảm một phần sân giận của chúng ta. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa, chúng ta có pháp bất thiện nào thì Phật pháp sẽ có cái pháp đó để đối trị. Nhưng chúng ta cần phải duy trì món thuốc này
uống cho đều đặn để cái bệnh này nó không có tái phát mà nó được chữa trị. Thưa đại chúng, không có bệnh nào mà uống một lần thuốc là hết, trừ những căn bệnh quá sơ sài. Chứ phần lớn là chúng ta phải uống đều đặn. Ví dụ như cao máu nè, uống hết đời mặc dù bệnh này không có gì hết trơn á, nhưng mà bệnh cao máu này uống thuốc đều đặn mỗi ngày thì không sao. Cũng như thế, mỗi ngày quý vị cứ duy trì cái niềm tu tập và quán chiếu đó, dù không hết nhưng không đến nỗi quá ư là bộc phát. Chúng ta tu và chúng ta nhận biết để cho nó ngủ xuống. Kính xin Thầy cho con một lời pháp, vì con mãi rai rứt vì con trai của con cách đây 4 năm đã tham gia làm Phật sự trong chùa và có ý hướng xuất gia. Nhưng nhìn thấy ý của mẹ vương vấn nên cháu đã chùn bước. Sau bao năm lên chùa nghe pháp, con thấy mình ích kỷ nhỏ nhen, đã làm lỡ mất cơ hội cho cháu đến gần nơi gần hơn với Phật. Này ân hận. Thưa đại chúng, cái này cũng là cái tâm trạng của người mẹ thôi, không sao. Thật sự ra mỗi người mỗi duyên, chứ không phải là một phần thôi. Bác nha, vì mình vương vấn con mà con cũng thương mình, rồi sợ mình buồn, rồi chùn bước không tu. Thật ra mình nghĩ vậy và cũng một phần, chứ không phải đâu. Nếu mà người con đó quyết chí đi tu thì cũng sẽ làm được việc quyết chí đi tu của mình, chứ không phải một chút vương vấn của mình mà người đó chùn bước đâu. Hôm nào Pháp Hòa có cơ hội, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe nhiều vị một khi quyết chí đi tu. Trong đó gần nhất cho Pháp Hòa nói, Ngài Hoàng Nhất là một vị luật sư trong Phật Pháp ở bên Trung Hoa thời cận đại. Ngài đi tu rất là muộn, bởi vì Ngài có từng qua Nhật du học, và Ngài đã lấy vợ người Nhật. Ngài đã lấy vợ người Nhật, và khi Ngài quyết chí Ngài tu, Ngài đã viết một lá thơ lại cho người đó, và Ngài đã xuất gia. Và sau này mấy lần người đó tới thăm, Ngài vẫn ra tiếp. Và lần cuối cùng Ngài mới nói rằng, thôi cô thăm tôi lần này nữa đủ rồi, cô có thể về nước để an dưỡng. Và Ngài nói hết cái tâm nguyện của Ngài, và cuối cùng cô gái Nhật đó đã bằng lòng cho Ngài đi xuất gia. Hồi nãy Pháp Hòa có hai người Phật tử mà quy y với Pháp Hòa cả chục năm về trước, chú mới tới thăm Pháp Hòa và đảnh lễ, chú xin phép cho chú đi xuất gia. Và bởi vì chú là chú có một cái nơi của chú, rồi chú xin xuất gia với vị thầy ở địa phương đó. Nhưng chú vẫn nhớ Pháp Hòa là người thầy bổn sư truyền năm giới cho chú ngày đầu chú vào đạo. Cho nên hôm nay đến để thăm thầy và đảnh lễ, xin phép thầy được đi xuất gia ở nơi chùa đó. Và vợ chú cũng đi theo. Và chú nói rằng hai vợ chồng quy y với Pháp Hòa hết. Thì chú mới nói rằng nhà con cũng đã cho con được đi xuất gia, vì con cái bây giờ lớn hết rồi. Pháp Hòa nói đó là một cái phước duyên không phải dễ. Đời này mà chúng ta sẵn sàng cắt ái từ thân, và người phối ngẫu của mình cũng hoan hỷ trợ duyên cho mình. Bây giờ chúng ta không sống bằng những cái tình cảm lê thê của thế thường, mà chúng ta biết chuyển cái này thành gì? Bồ đề quyến thuộc. Bồ đề quyến thuộc là chúng ta hướng dẫn với nhau trên con đường tu tập. Ví dụ như bây giờ vợ chồng quý vị không cần làm gì đâu, cũng không cần phải xuất gia, nếu quý vị đồng tâm phát nguyện. Vợ chồng chúng ta đời này hiểu Phật Pháp rồi hãy cùng nhau tu tập trong đời này. Nếu chúng ta chưa đủ duyên xuất gia, cứ làm vợ chồng nhưng mà hướng dẫn nhau trên đường tu. Phật có nói bài kinh đó. Bài kinh nói vợ chồng có bốn cái đồng. Đồng giới nghĩa là thọ giới tu chung. Đồng thí nghĩa là cùng nhau giúp đời bố thí. Đồng hướng nghĩa là cùng một hướng mà đi. Đồng huệ nghĩa là cùng một loại trí tuệ tu tập. Vợ chồng có bốn cái đồng đó, gia đình hạnh phúc, mặc dù không phải là người xuất gia. Cho nên
bác đừng có lo nữa, bác cứ bình an. Mà đặc biệt là tuy con mình thân không xuất gia, nhưng có thể con mình tâm đã xuất gia. Có nhiều khi vào chùa tu nhưng suy nghĩ chưa chín chắn, cho nên thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên việc này bác cũng đừng lo, miễn đời sống người con có hạnh phúc, có an vui, thành một Phật tử chân chánh, hộ trì Tam Bảo cũng tốt rồi. Còn nếu mình, người con mà nếu thật tâm có duyên với sự tu hành thì có cản cỡ nào cũng đi. Hồi nhỏ Pháp Hòa xin đi tu, gia đình đâu cho. Tại vì gia đình muốn là mình phải học xong rồi mới tu. Nhưng mà tại vì từ nhỏ mình ham tu quá, 7 tuổi xin chưa được, 8 tuổi xin cũng không được. Rồi tới hồi lúc đó là phải có giấy đi qua, cho nên phải đình trệ cái việc tu. Mà trong lòng Pháp Hòa nhất định nói với gia đình rồi, con qua tới bển là trước sau cũng phải tu. Khi Pháp Hòa học xong lớp 9 là 15 tuổi, vừa bãi trường năm đó thôi là quỳ xuống xin cha mẹ đi tu. Mà Pháp Hòa mời cha mẹ ngồi xuống, vừa quỳ xuống thôi là bà già biết chuyện gì rồi. Bà già hỏi thầy xin đi, chú xin đi tu phải không? Nói dạ. Bắt đầu khóc lóc lên, đâu có cho. Rồi bắt đầu mượn kế quản binh, ráng học cho xong. Thật sự ra cha mẹ vẫn biết tu là tốt, nhưng sợ con mình khổ. Vô chùa thức khuya dậy sớm, ăn không đủ, sợ nó khổ. Rồi cô dì chú bác gì cứ gọi phone khuyên đừng tu, ở nhà tu đi con. Rồi đem câu thơ ra khuyên, tu đâu cho bằng tu nhà. Thí dụ vậy. Nhưng ta quyết chí đi tu. Cho nên bữa nọ tóc hơi dài dài, nói với thầy trụ trì, nói con xin đi ra ngoài hớt tóc. Thầy cũng nói đi làm chi cho mất công, thầy ở đó thầy có tông đơ thầy hớt cho con. Mà thầy thiệt tâm thầy muốn hớt, nhưng mà không biết làm sao. Thầy hớt làm sao hồi nó trợn tay cái thầy chỉnh, chỉnh riết hồi cái tóc Pháp Hòa nó có dành vậy nè. Cái miệng dừa làm sao là nó vậy đó. Đi về nhà ông già hỏi ai hớt tóc mày vậy. Pháp Hòa nói thầy ở trên chùa không hớt. Nói hớt gì kỳ quá. Pháp Hòa lợi dụng chữ kỳ á, vậy cạo luôn nha ba. Ông nói vậy để làm chi. Lợi dụng cái chuyện cạo đầu, mà lúc đó chưa thọ giới, chưa xuất gia, tại hớt tóc hư mà phải cạo thôi. Ngày nào cũng sợ tóc mọc lại, sáng nào cũng lấy cái dao bào cạo, tự cạo, tại vì sợ tóc mọc lại là bị bắt ở nhà tiếp. Cho nên lợi dụng cái chuyện đó rồi cái đi tu luôn. Cho nên lúc thọ giới không dám cho cha mẹ hay. Khi đi xuất gia rồi, thọ giới xong rồi, một bác Phật tử mới dẫn về nhà xin cha mẹ, nói tôi xin phép cô chú cho cháu nó tu. Là nó ham tu quá mà giờ cô chú không cho, nó làm liều rồi. Nhưng mà lúc đó đâu có ra đi tu mà cha mẹ còn thương quá, mình đâu có nỡ. Nói thôi giờ mẹ cho con đi tu đi. Một ngày con ở, một tuần lễ con ở chùa 4 ngày, ở nhà với mẹ 3 ngày cũng ok. Nhưng mà xin thưa đại chúng là chưa ở ngày nào. Tại vì sau khi đi xuất gia rồi, thầy trụ trì bận đi Phật sự, Pháp Hòa phải ở nhà coi chùa. Lấy cớ nói thầy không có ở chùa, con phải ở chùa. Đi học về ghé vô nhà, tha đồ bỏ vô tập. Bà già thấy lúc vô nhà cái giỏ xẹp lép, lúc đi ra cái giỏ phình. Bà nói chú tha đồ đi về chùa phải không? Nói là nói vậy, nhưng mà chưa ngày nào ở nhà. Mà có về nhà thăm không ở được lâu, vài ba tiếng thôi là nôn nao muốn về chùa. Chùa có chật có cỡ nào cũng hạnh phúc hơn ở nhà, vẫn cảm thấy thoải mái hơn ở nhà. Cho nên cái người mà người, nếu mà mình cái người đó quyết tâm và phát nguyện rồi thì không phải do mình mà người ta chùn bước đâu. Cho nên bác đừng có buồn vậy. Buồn vậy rồi anh biết được anh cũng buồn theo. Sao mẹ con giờ không cùng nhau tu? Sư bà Thể Quán mà khi mẹ già rồi sư bà chăm sóc, mà bà về Phật rồi sư bà phát nguyện: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật,
mẹ con cùng dự hội liên trì. Kính xin cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ thầy con mới được làm neo. Ủa, vụ gì vậy ta? Em không mở tiệm neo mà em cũng chưa có giới thiệu. Nhờ thầy con mới được làm neo. Nhờ nghe thầy giảng pháp mà phần nào con đỡ bớt tham sân si rất nhiều. Con đang học theo câu nguyện của thầy là: cho con nguyện thua tất cả, cho con được thắng con. Nhưng thầy ơi, có những lúc con gặp phải những việc không công bằng cho con rất mệt mỏi. Con xin thầy cho con lời khuyên dạy. À, bây giờ hiểu ý rồi. Vô cái chỗ đó nhiều sân si phải không? Thì mình đã nguyện rồi thì phải chịu. Và hơn nữa thưa đại chúng, không có gì dễ ăn đâu. Không có gì dễ ăn hết á. Thậm chí mà người ta giúp cho mình ở đời này, việc gì mình muốn thành cũng phải là một sự quá trình trải nghiệm. Cho nên thôi không sao, mệt với mỏi, nghĩ lại hết mệt làm tiếp. Thật sự ra trong cuộc sống đôi lúc mình mệt mỏi, mình muốn bỏ cuộc đó. Nhưng mà ngộ một cái lắm, nghỉ ngơi hết mệt làm tiếp à. Tại vì cái máu mình máu làm việc, khỏe rồi là muốn làm. Thôi mình làm như có một bài hát đó: mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi rồi đứng dậy làm tiếp. Con cũng không biết phải hỏi như thế nào, nhưng xin thầy giải thích cho con hiểu về hiện thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi con thấy tượng là trong hiện thân nữ và có khi là thân nam, đúng không vậy? Hồi nãy Pháp Hòa nói ý nghĩa của Đại Thế Chí rồi. Còn về hình ảnh thì tùy theo mỗi quốc gia. Ví dụ như Đức Quan Âm, thật ra ngài là thân nam, ngài là người nam chứ đâu phải người nữ. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của ngài là từ bi, cho nên khi Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam tạc tượng của ngài thì tạc thân tướng người nữ để biểu tượng cho hạnh từ bi một người mẹ thương con. Chứ thật thời Quan Âm không phải nữ. Đó là một cái hình tướng mà do chúng ta tạo ra để biểu tượng. Con có thờ tượng Quan Âm nhưng bị gãy một ngón tay thì có được không thầy? Vì con cứ thấy không có vui, không vui đổi tượng khác. Thật sự ra không sao hết, để một cái tượng đó thờ cũng không hề gì, mình gọi là tượng cổ. Tại vì quý vị biết không, Pháp Hòa đã từng đi đến các chùa, có những cái tượng là tượng cổ, vì tượng cổ cho nên sự gãy đổ là chuyện bình thường. Cái tùy theo cái tâm của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng đây là một tượng Phật thì không may thì cái tượng này không lành lặn, chứ đừng có sợ cái vấn đề gọi là thờ vậy nó có vấn đề gì xui xẻo trong gia đình. Như ngày hôm qua có một vị nói là đem cái tượng Phật màu đen về gia đình xui vậy đó. Không phải vậy. Nếu mình không cảm thấy thoải mái thì mình có thể đổi một tượng khác. Vấn đề thờ tượng ở đây là vấn đề biểu tượng, chứ không phải mình thờ tượng nào Phật mới linh. Nếu mình thờ một cái tượng đó mà mình không cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể đổi tượng khác. Rồi cái tượng đó mình đem về chùa mình cúng chùa để cho chùa cất vào kho, không sao cả. Còn nếu mình thấy rằng cái tượng này nó có rất nhiều kỷ niệm với mình cứ giữ đó. Quý vị nào có dịp đi qua Thái Lan, người ta vẫn giữ nguyên một cái thành chỗ đó, tượng Phật bị đứt đầu hết. Tại vì cái thời chiến tranh giữa hai nước, nước này qua xâm lăng đập phá những tượng Phật. Quý vị có dịp đi Trung Quốc, về những ngôi hang động chùa chiền mà cổ á, thời cách mạng văn hóa Mao Trạch Đông cho người bắn đập, bây giờ những tượng Phật đó mất những cái phần tượng, người ta cũng để đó thôi, bởi vì đó là di tích, đó là tượng cổ giữ lại. Có những tượng Phật bị bắn lũng mắt, lũng ngực, lũng đầu, người ta vẫn giữ.
Vậy thì cái tượng Phật cho dù lành hay khuyết chỉ là một biểu tượng. Chúng ta biết tượng đó là Đức Quan Âm, tượng trưng cho lòng từ bi, chúng ta kính thờ, học hạnh. Còn tất cả là biểu tượng, quý vị thờ cái nào cũng được hết. Đừng có giữ cái đó mà trong lòng khó chịu hoài, thì tự nhiên vì cái tượng mà làm mình khó chịu, bất an trong khi mình tu tập thì không nên. Kính thưa Thầy, con xin Thầy giải thích ý nghĩa câu niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa đại chúng, câu này không phải là tên của một Bồ Tát. Vì cái câu này chúng ta niệm khi chúng ta nguyện hương, và vì chúng ta muốn nguyện cái khói hương mà chúng ta dâng lên cho Phật biến thành một cái bảo cái thơm. Cái khói hương này kết thành mây, và mây này kết thành một cái lọng che mà có được cái mùi thơm quý báu. Cho nên mình niệm chữ hương là thơm á, chữ vân là mây, chữ cái là cái bảo cái lọng che. Thì ý muốn nói là khi con cúng hương này cho Phật, cho Bồ Tát, thì con nguyện rằng cái hương này xông lên và sẽ kết thành một cái bảo cái, một cái lọng để che Phật, cúng dường Phật. Đó là một cái tâm thành, một ước nguyện. Và sự việc gì chúng ta làm bằng tâm thành, bằng ước nguyện thì tương đồng với Bồ Tát. Cho nên gọi là hương vân cái Bồ Tát. Thí dụ như Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, thì con xin cúng dường hương này. Và hương này con cúng bằng tất cả tâm thành của con, và cái hương này đã giúp con chuyển đến chư Phật tâm thành. Thì hương này hương của Bồ Tát, hương này được ví như là Bồ Tát, vì đã giúp cho con có sự tiếp nối giữa con với Phật. Ví dụ vậy đó. Cho nên những cái câu mình niệm vậy là đều là cái ý nghĩa biểu tượng. Ví dụ bây giờ hồi sáng này nè, hai ngày nay trong chùa Bát Nhã nè, chúng ta ngồi đây hàng ngàn người ăn hai bữa cơm, mà biết bao nhiêu người ở phía sau rửa chén nấu ăn, không được nghe pháp, không được chụp hình gì hết. Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát, Nam Mô Thường Nấu Ăn Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó. Cho nên hồi nãy sẵn dịp Pháp Hòa đi rửa tay, Pháp Hòa ráp vô đó chụp hình với mấy vị trong bếp. Tội nghiệp, các vị lo cho mình mà quên cả cái vui cho bản thân. Cho nên mình phải nhớ ơn các vị đó, mình phải nghĩ tưởng tới các vị đó. Có một thầy đứng rửa chén, rồi Pháp Hòa mời thầy tới chụp hình. Thầy nói con mặc đồ ngắn, đâu có sao. Chẳng những vậy mà ôm cho thân thiết nữa. Tại vì người đó là Bồ Tát. Mình mà không biết gần mấy Bồ Tát có lỗ lắm. Bây giờ tâm con cảm thấy niệm chết không thầy, trong đầu con cứ nghĩ mình sắp chết, nhưng con vẫn đi công việc công quả bình thường. Thì nếu mình hay nghĩ mình chết mà mình chưa chết thì không sao. Thưa đại chúng, mà nhiều khi mình suy nghĩ như vậy thôi, mình sợ cho thật sự ra cũng đó cũng là một niệm đó, gọi là niệm chết. Mình nhớ là khi mà mình có một cái ý niệm khác nó khởi lên mà mình muốn diệt trừ cái niệm đó thì mình niệm khác. Vô vào ví dụ, mình niệm sân là niệm giận á, thì mình nên niệm chết để mình giảm sân. Hay là mình tham quá thì mình lại niệm cái gì, niệm cái người khổ để mình giảm cái tham đó, vân vân. Cho nên tất cả đều tùy theo cái tâm niệm của chúng ta. Niệm là nhớ nghĩ. Mình nhớ nghĩ chết mà không để tiêu cực, nhớ nghĩ chết để mà mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ một câu này. Khi mình đi thăm bệnh á, mình đọc câu này trong khi mình đi thăm bệnh. Nếu thăm người bệnh, cầu cho mọi người hiểu thân không sạch, lìa sự tranh cãi. Con người mình mà cứ thấy mình khỏe, cứ thấy mình bình an thì có lẽ mình ít nhường ai. Còn lâu lâu mình có bệnh tật thì mình sẽ biết nhường người.
biết nhịn nhục, biết chuyển hóa, biết bỏ qua. Con vẫn thường đi chùa, thích mặc áo lam, nghe tụng kinh, nhưng sao con vẫn chưa quy y được? Không biết bao giờ con mới quy y? Đây không phải câu hỏi, chỉ là lời tâm sự cùng thầy thôi. Dạ cũng được, không sao. Mình chưa quy y chính thức bằng sự phát nguyện của mình, nhưng mà mình quy y gián tiếp bằng cái tâm hướng Phật, tâm học pháp, tâm thuận hòa, là mình đã có bản chất của Tam Bảo rồi. Mình đã sống với tự tánh của Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Còn khi mình phát nguyện là một buổi lễ, một buổi lễ để mình chính thức. Chứ thật ra từ khi mình phát nguyện rồi thì lấy Tam Bảo đi vào trong tâm thức mình. Còn dù mình chưa phát nguyện nhưng mình đã sống bằng tâm thức của Tam Bảo cũng tốt thôi. Tại vì Tam Bảo có ba bậc: thế gian trụ trì Tam Bảo, đồng thể Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo. Cho nên ngày nào mình lạy tượng Phật, cầm quyển kinh, chào quý thầy, đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Nhưng mà tự tánh Tam Bảo là mình sống bằng cái sự giác tỉnh của mình, mình sống bằng sự trí tuệ từ bi của mình, và mình sống bằng sự hài hòa của mình. Đó là mình sống với tự tánh Tam Bảo rồi đó. Đi chùa vẫn làm công quả, vẫn mặc áo tràng, vẫn tụng kinh, chưa rời Tam Bảo mà. Mai mốt khi nào đủ duyên làm lễ thôi. Dạ thưa ba, của con không tin Phật và không muốn mời thầy tụng kinh. Lúc ba con mất hay trong lễ tang, con xin thầy cho con lời khuyên, lúc đó con phải làm sao? Nếu ba không chịu rước mấy thầy tới tụng kinh thì mình tự tụng, có sao đâu. Nếu mà mình có khả năng, mình khai thị cho ba luôn. Khi ba sắp mất mình tụng được hết, không có sao hết. Không phải thầy tụng ba mới siêu, mình tụng ba vẫn siêu như thường. Cho nên bây giờ á, mình chuẩn bị làm thầy đám được rồi đó. Chuẩn bị mai mốt ba có cần mình tụng, khai thị: ba ơi ba, con cảm ơn ba đã sanh thành dưỡng dục ra con. Bây giờ ba sắp sửa xả, ba đã làm tròn hết bổn phận của ba đối với mẹ, đối với các con rồi, đối với các cháu rồi. Đây là giờ phút ba sắp sửa xả bỏ báo thân giả hợp này. Ba đừng có lưu luyến nha. Con cảm ơn ba những gì ba đã làm cho con và gia đình. Bây giờ tâm ba hãy hướng về Phật, ba đừng lo lắng cho ai nữa hết. Giận hờn, được mất, vui buồn gì ba xả hết đi. Chúng con niệm Phật cho ba nghe, ba hướng tâm về Phật nha. Sự tụng niệm, sự khai thị không nhất thiết phải là người xuất gia. Ví dụ mình ở một cái nơi không tìm được người thầy thì cũng phải tự làm thôi. Thì thôi bây giờ ông chưa phát tâm được, lúc đó thì mình biết đâu chừng lúc ông già chút ông chịu làm sao. Hồi xưa Pháp Hòa có một bác đó, ông tới chùa ông nói Pháp Hòa hoài, ông rất thương Pháp Hòa. Ông tới chơi, ông uống trà, ông nói chuyện hàng tuần, nhưng ông không bao giờ chịu quy y. Tại vì ông nói đời ông chỉ quy y nhị bảo thôi, là Phật Pháp thôi, còn Tăng ông không chịu quy y. Vậy mà tới chơi với ông thầy hoài. Quý vị biết Pháp Hòa vẫn vui vẻ bình thường, kính trọng bác như người cha mình. Khi ông sắp mất, khi ông lâm bệnh sắp mất, thì ông nói với người vợ là liên lạc với thầy để mời thầy về nhà quy y cho ông. Thầy nữ chưa biết được cái giờ phút cuối cùng của người đó họ chuyển tâm sao. Cho nên đừng có ghiếp pháp. Và dù người đó tới lúc mất cũng cứ giữ như vậy, thì mình là có cách khác mình làm. Thua keo này mình bày keo khác. Phật Pháp là vậy đó. Không nhất thiết phải là người đó làm được việc đó. Kính xin thầy đọc lại hai câu mà thầy niệm trước và sau khi làm lễ, hoặc thầy cho ghi xuống và để ở chùa chúng con sẽ chụp lại cho dễ nhớ. Hôm qua Pháp Hòa có đọc mấy cái bài mà phát nguyện đó, bây giờ đọc lại nữa thì mất thời gian, thôi mai mốt
kiếm lại cái bài giảng đó nghe rồi chép lại. Bây giờ xin trả lời một câu cuối nữa rồi nghỉ, tại vì chương trình chúng ta đã hết giờ và đồng thời quý vị đã bắt đầu lạnh. Kính thưa Thầy, trong pháp hội niệm Phật cầu siêu có mời chư hương linh ở khắp pháp giới và ông bà cử huyền thất tổ về. Những hương linh vong linh nếu thật tâm tu trong pháp hội như thế có được sinh về cõi lành không? Hay phải có sự hồi hướng của gia đình đại chúng mới được siêu sinh? Họ có thể tự niệm Phật để được sanh về cõi Phật không? Em đâu biết. Thật ra thưa đại chúng, người hương linh đó phải tự phát tâm cầu sanh tịnh độ. Còn sự hồi hướng của chúng ta, sự tụng niệm của chúng ta hướng về người đó là năng lực khuyên giải để cho người đó chấp nhận phát nguyện hướng tâm cầu sanh. Người đó không muốn đi, mình đâu có làm gì được. Cho nên không phải mình tụng mà siêu, mà mình tụng để mình khai thị cho người mất đó, để họ thấy rõ được vô thường, phát tâm sanh về cõi lành. Nhưng mà mình không thể không hồi hướng, bởi vì mình không hồi hướng tức là mình nghĩ tưởng về người đó. Và vì mình có sự nghĩ tưởng về người đó cho nên tâm của mình chiêu cảm được người đó. Đặc biệt là người thân á, người thân mà tụng cho người thân của mình á, cái tác dụng nó lớn lắm. Tại vì mình thật sự họ là người thân của mình và họ có nghĩ đến mình, cho nên cái sự giao tiếp giữa mình với người thân rất mạnh. Và mình hồi hướng cho họ, cái năng lực rất lớn. Còn đại chúng là người ta trợ duyên trợ lực để cho sự việc nó tốt hơn, nó thành tựu hơn, nó cái năng lực nó lớn mạnh hơn. Thưa Thầy, trong cuộc sống hiện tại có nhiều gia đình có quan niệm rằng khi gả con lấy chồng và lấy vợ mà gia đình có người thân qua đời thì không được kết hôn mà phải đợi mãn tang. Họ cho rằng trong thời gian chưa mãn tang mà lấy nhau thì cặp vợ chồng đó sẽ gặp nhiều khó khăn và cuộc sống không khá nổi. Vậy thưa Thầy, quan niệm như vậy có đúng không? Thưa đại chúng, là cái này cũng đã nói là quan niệm, thì đó chỉ là một ý niệm của thế gian chứ nó không có phải là do ai đặt để. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ mình đem thức ăn lên mình cúng bàn thờ á, kêu là dọn mâm cơm á, thì quý vị dọn ba chén cơm rồi quý vị để bên cạnh ba chén cơm cái gì? Ba đôi gì? Đôi đũa. Tại sao mình để đũa? Tại mình là người Việt Nam, mình ăn cơm bằng đũa, mình ăn sao mình cúng vậy. Cho nên cái tâm thức của mình hàng ngày mình sống sao mình nghĩ vậy, cái mình làm là mình bắt buộc mọi người phải làm đúng vậy. Cho nên đã là quan niệm thôi. Cho nên thật sự cái tang không có gì là khó cả, không có gì là xui cả, không có gì là không lành cả. Chữ tang là gì? Thường người ta gọi là tang chế. Có tang rồi là phải chế đi, gia giảm đi. Thí dụ nè, đi chơi ở chỗ đông người vui nhộn chế đi, chế bớt đi. Mình đi người ta cười, người ta nói sao ma mới. Người xưa chỉ là một quan niệm là mình mới có cha mẹ ông bà mới mất, cho nên không nên đám cưới liền. Đấy là bị gì? Cái vui nó đối với cái khổ nó gần quá, coi không được. Vậy thôi. Bây giờ mãn tang ở xưa Việt Nam là 3 năm, ở đây 49 ngày được rồi. Vì sao? Không phải là mình ăn gian, nhưng mà đã là quan niệm và tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm. Vì tất cả đều là do chúng ta đặt mà. Chúng ta đặt thì chúng ta có quyền tiết chế như thế nào để nó phù hợp với quốc độ. Thế thôi. Cho nên nếu mà mình không khéo mình làm á, người ta cứ nghĩ cái này của đạo Phật, mà thật sự cái này không có liên quan ăn nhập gì với đạo Phật hết. Đạo Phật không có mấy cái vụ này. Mình để tang là theo người Việt Nam của mình để tang, chứ truyền thống Phật giáo bên Ấn Độ đâu có để tang.
Nhưng mà xin thưa là đạo Phật rất là hay. Đi đến đất nước nào, quốc gia nào, người ta có phong tục gì, người ta có tập quán gì, đạo Phật vẫn hài hòa theo được hết. Và làm cho cái buổi lễ đó thêm phần long trọng, ý nghĩa. Cho nên người ta thường gọi là tan khó, là người đó phải chịu khó để tan trong bao nhiêu năm phụng dưỡng mồ mả ông bà. Ngày nay chúng ta có thể chăm trước để cho con cháu mình thoải mái, nhưng chúng ta vẫn giữ lễ đó bằng cách để tang 49 ngày. Và thưa đại chúng, cái gì mình cũng do quan niệm nè. Mình có sợ quan tài không? Sợ không? Sợ. Nghe chữ quan tài là thấy ớn phải không? Vậy mà người Trung Quốc, người Trung Hoa làm cái quan tài làm quà tặng. Người ta làm một cái quan tài nhỏ nhỏ, là trên cái nắp quan tài để 4 chữ: thăng quan phát tài. Nghe hai chữ quan tài thì sợ, mà thêm chữ vô nó khác liền. Quan là thăng quan, tài là phát tài. Một quan niệm phải không? Cái chữ đó vô cái tự nhiên ngon lành liền. Đối với người Việt Nam mình, cái bắp cải trắng để làm kim chi á, nó có ý nghĩa gì không? Không. Nhưng mà người Hoa người ta quan niệm tốt. Tại sao? Ta kêu cái tiếng bạch tròi, phát tài, phát tài. Bạch tròi là cải trắng, cải trắng. Mà cải trắng nghe cái âm nó giống giống vậy đó. Giống giống là phát tài, phát tài. Rồi Tết mình chưng cây quýt phải không? Tiếng Việt kêu cây quýt. Quýt đâu có liên hệ gì tới Tết nhất đâu. Theo Tàu, Tàu kêu cắm cát, cắm cát. Kim cát, kim cát. Kim là vàng, cát là cát tường. Chưng cái trái cắm cát đó lên tượng trưng cho kiết tường. Mà đánh lộn ở trong rầm rầm kìa, không chừng đánh nhau đá dằn hết cây quýt. Đó là quan niệm không? Quan niệm. Người Tàu có biết gì trái mãng cầu không? Người Tàu đâu kêu mãng cầu. Người Tàu kêu là thích ca quả. Người Việt kêu mãng cầu. Cho nên Tết mình để trái mãng cầu. Là tại tiếng Việt kêu vậy. Mình quan niệm cầu gì mãng nấy. Rồi để thêm chữ xoài. Tại vì người Tây, miền Tây kêu xài. Để thêm chữ dừa. Cầu dừa đủ xài. Có bốn thứ không được, dách gì xám xay, tử tử không được, thêm món vô trái sung. Bây giờ ở đây không có sung, mua chôm chôm để vô, chôm vừa đủ xài. Nhưng mà quý vị đem cái dĩa ngũ quả đó, quý vị đưa cho người Hoa, là người Hoa không biết cái dĩa này dĩa gì. Vì mình là người Việt, mình nói như vậy, mình quan niệm như vậy, cho nên mình hiểu liền ta muốn nói gì. Bây giờ á, Tết mình không có phải không? Làm cách khác nha. Phải bày cho quý vị bày dĩa trái cây Tết ha. Mua trái cầu, trái xài, để bó xả giữa cái hột quẹt có ga. Cầu xài xả ga. Nhưng mà đưa Tàu là Tàu không biết à. Vậy có phải người Việt Nam mình quan niệm không? Tất cả chỉ là quan niệm. Mình nghĩ gì mình làm nấy à. Cầu xài xả ra. Rồi bây giờ quý vị thấy á, mình lấy cái hình giấy đỏ đó, mình cắt thành cái hình con người. Xong rồi mình lấy cái bó xả, mình kẹp vô cái hình giấy đó, mình đem ra góc ba, mình lột chiếc dép, mình đánh. Đánh tiểu nhân, đánh tiểu nhân. Tao đánh cho mày chết. Đánh xong rồi đó, tiểu nhân đi rồi đó. Quan niệm thôi. Sự thật là mình sống sao, cái quan trọng là mình sống. Mình sống không kẻ thù mới hay, chứ còn mình đập tiểu nhân chết mấy đứa giấy. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là người Việt Nam không kêu cái bó cải đó là cải kim chi, chứ không biết kêu cái tiếng đó là tiếng gì. Bây giờ người ta làm mấy cái bó cải trắng, người ta bán đầy ở mấy cái chợ Tàu, mấy cái tiệm bán quà cáp, là vì cái củ, cái bắp cải đó kêu là bạch tròi, bạch tròi. Phát tài, phát tài.
Người Hoa người ta cử số 4, tại vì người ta đọc là dách gì sám xây. Một ở gì đó, xây là tử. Mình người Việt Nam đọc 1, 2, 3, 4, mắc gì cử số 4. Thành ra tất cả Pháp Hòa nói như vậy để một hình, một cái ví dụ. Một cái ví dụ mà mình tất cả đều là quan niệm. Cho nên có những cái mình quan niệm mà mình làm cho người khác, người ta không thoải mái, người ta bị khổ sở với mình. Cho nên cái này cũng mong đại chúng xét lại, mình làm như thế nào để mình dung hòa. Thế hệ mới bây giờ người ta rất ư là thực tế. Thế hệ của mình trước kia thì rất ư là dị đoan, mê tín. Thành thử hai cái thế giới nó không có dung hòa được với nhau. Chúng ta là người trung đạo, tu đạo Phật, biết dung nhiếp cả hai mà làm sao phối hợp. Đó là đạo Phật. Đạo Phật mượn cái hình ảnh của văn hóa Việt Nam đưa vào trong Phật Pháp. Ví dụ như lì xì không có trong Phật giáo, cũng chẳng có trong văn hóa Việt Nam. Mình xài chung một văn hóa với người Hoa. Nhưng bây giờ nếu mình bỏ một đồng vô mình lì xì, Tết nhất không có cái gì nhắc nhở cho Phật tử. Cho nên mình để một câu vô, để một câu vô để nhắc nhở. Sao bạn còn phải lo, sông kia đã có đò, cứ an vui tự tại, lộc về chất đầy kho. Thưa Thầy, một người khi vừa mất thường nói đừng đụng đến thân thể họ ít nhất sau 8 tiếng đồng hồ vì họ sẽ bị đau đớn. Vậy nếu một người cúng dường nội tạng khi bị mổ xẻ sau khi mất, họ có chịu được sự đau đớn này không? Biết rằng là phát tâm cúng dường, nhưng nếu sự đau đớn quá sức chịu đựng họ phải làm sao? Muốn phát tâm cúng dường nhưng sợ Thầy cho chúng con lời chỉ dạy, sợ thôi khỏi cúng. Cái gì sợ thì không làm, mà có anh hùng làm thì đừng sợ. Không, mà ví dụ như nè, đi tu mà sợ cạo đầu rồi sao tu? Đi tu mà sợ ăn chay. Nếu anh chấp nhận đi tu thì hình tướng căn bản là cạo đầu ăn chay. Còn nếu anh sợ thì khỏi tu, anh tu cái cách khác, tu tại gia anh vẫn thành công như thường. Còn nếu một khi chấp nhận, nếu anh chấp nhận làm đạo thì phải chấp nhận sự chướng ngại. Còn anh ẩn anh tu thì không có gì để nói. Và anh chấp nhận ra lăn xả vào thế gian, đi giảng kinh thuyết pháp, đi làm những phật sự thì chướng duyên, chướng ngại, hiềm khích tị hiềm phải có. Vì lỡ rồi, lỡ sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng thì xin sống trọn, sống đẹp để trọn lòng đôi bên. Lỡ mang danh nghiệp vang rền, tất nhiên phải chịu mũi tên tỷ hiệp. Nếu mình có danh thì nhất định phải bước vào cái sự ganh tị của cái nhân. Ở đây vấn đề hiến nội tạng và 8 tiếng. Mình nói 8 tiếng nghe. Thật ra cái này mà trả lời nhiều lần lắm rồi. Cái vấn đề chết mà để 8 tiếng, nếu mình đủ duyên thì tốt. Nhưng đừng bao giờ dính mắc rằng chết phải để 8 tiếng. Tại có những trường hợp không ai cho để. Ví dụ lỡ bị tai nạn giữa đường, cảnh sát phải lại chở hay là xe cứu thương chở bệnh viện mới khoan. Phải mời ban hộ niệm tới, bắt đầu hàng là hết. Kiếm ban hộ niệm 8 phút, ai cho? Ai cho mình làm như vậy? Cho nên đừng có nghĩ rằng phải đủ 8 tiếng mới vãng sanh. Vãng sanh hay không là tâm thức của mình có vãng sanh ngay khi còn sống thôi. Còn cái chuyện mà chết để 8 tiếng là hên xui. Được thì tốt, không được không sao, phải chuẩn bị từ thật. Còn mà mình cứ chừng mình cứ nói là tôi nữa tôi chết tôi được 8 tiếng, cái đó nguy hiểm lắm. Mà lỡ mà mới có 7 tiếng rưỡi làm vãng sanh, trời ơi.
còn có nửa tiếng nữa mà cũng đọa phải vậy không? Nên không phải vấn đề 8 tiếng hay 7 tiếng mà vấn đề ngay đời sống này mình có phát tâm xả bỏ không? Vãng sanh là gì? Chấp nhận xả bỏ cái đó để đi lên cái khác mới là vãng sanh. Xả bỏ, cho nên cái pháp tu tịnh độ á, cái điều kiện tu tịnh độ là gì? Phải chán ghét ta bà mà thích cảnh tịnh độ, gọi là yểm ly ta bà hân sanh tịnh độ. Mình phải yểm ly là gì? Chán và muốn bỏ. Thì nếu như lỡ bất cứ nhất bằng hình thức nào, tâm vãng sanh sẵn có rồi mà. Ôi cả ta bà, ở thì ở, đi thì đi, không có phải gì luôn luôn tiếp. Sao đại chúng có hòa hay ví dụ như này? Ví dụ bây giờ mình đau tim phải không? Bác sĩ nói á, anh đã được ghi danh thay tim rồi mà bây giờ không biết chừng nào nha. Anh không được đi đâu, anh phải ở nhà chờ. Nhà thương mà gọi, bởi vì có những người ta mất, người ta hiến tim là khó, là kêu anh vô liền trong bệnh viện để thay tim. Không dám đi đâu đó. Mà tâm thay tim, tinh thần thay tim sẵn sàng chờ. Đang ngồi ăn cơm vậy đó, bệnh viện gọi vô, đó, anh lập tức vô bệnh viện gấp. Vì có một quả tim mới vừa chuyển tới đây để thay tim cho anh. Bỏ chất con xuống đi mà không một chút nuôi tim. Vì mình được thay tim, được thay thận, được thay gan mà không bao giờ có sự chuẩn bị trước, chỉ là ready. Vãng sanh cũng thế, nghĩa là mình đã sẵn sàng xả bỏ ta bà bất cứ lúc nào. Hãy đi, cứ đi là đi mà không một chút đi. Cho nên đừng bao giờ bận lòng cái chuyện 8 tiếng, 9 tiếng vậy đó. Có những cái bệnh viện họ không cho để nha. Mặc dù có những bệnh viện người ta respect, người ta tôn trọng cái văn hóa của mình, nhưng mà có những nơi không cho là vì họ không có chỗ. Cho nên đó, đừng có chờ 8 tiếng hay 9 tiếng. Đó là một việc. Việc thứ hai, nếu quý vị nào hiến nội tạng, đã phát tâm hiến nội tạng, nếu mình mất mà nội tạng mình được sử dụng cho, phải hoan hỷ, phải mừng, là vì tâm nguyện mình đã viên mãn. Cho nên lúc đó ai có làm gì mình đi nữa, thậm chí có đau cũng không thấy đau, bởi vì tôi mãn nguyện rồi. Tôi nằm xuống mà tim gan phèo phổi tôi cho hết được, chỉ sợ là lúc đó không còn gì xài được hết trơn. Cho mà biết ta có xài được không. Cho nên đừng có bận tâm gì. Còn nếu như mình sợ nó, trời lúc đó đau chắc ảnh hưởng giảng sanh ha, thì thôi sợ đừng cho. Mà một khi cho là không sợ. Còn sợ thì đừng đăng ký cho. Không ai ép mình, không ai ép mình đó. Nếu mình đã phát tâm mình cho thì không có gì để sợ. Vậy giờ quý vị rõ chỗ này không? Đừng có lo là vấn đề 8 tiếng, 9 tiếng mà mình đã chỉ sợ cái là ở đây là sợ đau. Trời đất ơi, cho hết không sợ, mình chỉ sợ cái đau. Mà nếu như mà mình sợ như vậy thì tâm thức của mình sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên đại chúng phải mạnh dạn. Còn nếu như thí dụ ta có mà bày cách đó. Ví dụ bây giờ mình phát nguyện mình cho, mình cũng nguyện. Con nguyện là đã cúng dường nội tạng của con sau khi con mất, thì nguyện cho con được mãn nguyện của con trong tinh thần không lo lắng sợ hãi. Cái đó là mình hằng cầu nguyện để mình có cái năng lực gia trì của tâm bảo, và cũng giúp cho mình tăng trưởng thêm cái niềm tin là mình không sợ vào việc đó. Còn nếu mà mình vẫn thấy là mình sợ thì thôi, không cần. Thưa Thầy, thế nào là di chuyển thần thức? Xin Thầy chỉ rõ, vì có nhiều Phật tử hiện nay theo phương pháp tu này. Thật ra thì Pháp Hòa không có rành pháp tu di chuyển. Di chuyển chỗ ở thì thấy thỉnh thoảng có. Có lẽ muốn nói đến một cái pháp của Phật tâm Tây Tạng. Pháp này gọi là pháp Phô Quang. Thì quý vị nào mà nghiên cứu về cái này á, thì tự biết. Nhưng mà ở đây thì Pháp Hòa không phải chuyên về cái này. Nhưng Pháp Hòa có biết cái này là pháp riêng của Tây Tạng, pháp chuyển thần thức. Nghĩa là
Bây giờ trước hết nói về thần thức là gì? Theo quan niệm của Phật giáo là khi mình chết thì cái thần thức xuất ra khỏi cái thân này, thì cái thần thức này sẽ đi theo cái nghiệp của chúng ta. Mà người xưa quan niệm là nếu như cái thần thức đó mà xuất từ cái bụng trở xuống á, nghĩa là người đó sẽ đi vào cõi xấu. Còn người nào mà xuất thần thức ra từ cái ngực trở lên là tốt. Ví dụ người nào mà xuất ra từ ngực là có thể đại khái hiểu là người đó sanh về cõi người. Nếu người đó thần thức sanh ở mắt thì người đó sanh về cõi trời. Còn nếu như mà người đó mà thần thức xuất ra từ cái đỉnh đầu thì người đó sanh về cõi Phật. Đây, ngực, mắt, đầu. Còn nếu như người nào mà xuất ở cái bụng thì người đó đọa làm ngạ quỷ. Người nào mà xuất ra ở đầu gối thì đọa súc sanh. Người nào xuất ở lòng bàn chân thì địa ngục. Vậy thì làm sao biết người đó xuất ở đâu? Thì có cái cách kiểm là người ta sau khi đó mất rồi, vài tiếng sau thì người ta rờ đỉnh đầu, mắt, ngực, bụng, đầu gối, lòng bàn chân. Nếu chỗ nào mà toàn thân lạnh mà chỗ đó là cái chỗ lạnh cuối cùng thì người ta tin rằng thần thức xuất từ cái đường đó. Cái này là kinh nghiệm của tổ thôi nha, chứ còn chưa thấy Phật nói vụ này. Theo kinh nghiệm của các tổ thì các tổ đã để lại bài kệ là đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly địa ngục xúc, bàn sanh tất cái ly địa ngục cướp bàn xúc. Thì cái để cái bài kệ nó lại để quy định những cái nơi xuất thần thức. Thì người ta thí dụ bây giờ lỡ rờ cái ngực, ví dụ lỡ rờ cái ngực mà thấy cái ngực ấm, toàn thân lạnh thì nghĩa là người ta nghĩ rằng thần thức xuất từ ngực đi. Nhưng mà giờ xuất từ ngực là sanh về cõi người, mà giờ ta muốn chuyển cái người đó sanh về cõi thánh thì ta để cái tay ta trên đầu, cái đỉnh đầu của cái người đó, người ta niệm Phật, người ta tụng kinh gì đó, trì chú gì đó, để hướng dẫn cái thần thức người đó chuyển lên tới đỉnh xuất ra từ đỉnh. Đó là cái quan niệm của các vị gọi là chuyển thức. Nhưng mà bây giờ á, em có còn nghĩ là mình có thể chuyển thức của mình ngay khi còn sống? Tại mình tự mình kiếm được. Có một ví dụ, hồi nãy á, quý vị thọ ngũ giới là quý vị đã chuyển tâm thức mình sống bằng tới cõi người rồi đó. Người nào mà tiểu năm giới là người đã tái sinh cõi người. Người nào mà tu thập thiện là sanh về cõi trời. Nhưng mà hồi nào giờ mình chưa bao giờ khởi tâm muốn tu thập thiện. Mới tu tới năm giới thôi là ở cái level là cõi người. Hôm nay phát tâm tu thập thiện rồi, nghĩa là mình chắc chắn rằng nếu mình tu thập thiện thì theo lời Phật dạy là sanh về cõi trời. Vậy quý vị chuyển thức quý vị sanh về cõi trời chưa? Đã rồi, bắt đầu phát tâm rồi. Thì kể từ nay nương theo thập thiện mà tu thì nhất định không đọa lạc cõi nào khác hơn, phải trời lên trên cõi dưới. Mình tự mình chuyển rồi. Có mà nói đơn giản nữa, một người đó đời sống chưa biết quy thọ giới gì, nhưng mà hồi nào giờ sống rất là dở, sống bằng tham lam, ích kỷ, ganh tị đủ thứ hết. Hôm nay thôi, bỏ hết mấy cái tâm niệm đó đi, sống bằng cái tâm hoan hỷ vị tha, thấy ai thành công như chính mình thành, hoan hỷ tùy hỷ với mọi việc của người. Tự nhiên mình thấy bây giờ cái tâm mình nó nhẹ nhàng, không còn dòm ngó coi ai giàu ai nghèo. Giờ hồi xưa là mình cứ dòm ngó người ta biết, ta đi xe ngang mình cái đó không biết tiền đâu, tiền mua xe đổi hoài, cứ làm ăn gì bất hợp pháp mà mắc mơ tới bên đó. Ta đi xe xe xịn đó, xe không xịn không mất liên quan gì tới mình đó, mà tự nhiên thấy ta đi xe xịn cái đó không biết có làm ăn gì không, phải đổi xe hoài. Mình thấy cái tâm mình đi tới đâu không? Nhưng bây giờ mình bỏ nó đi, không có dính dáng gì tới mình nữa đó. Thôi ta có xe đi là mừng rồi.
sợ không có xe ta kiếm mình hoài mình mệt, ta kiếm mình ta nhờ mã hoài. Khi không còn cái tâm nó nữa thì tự nhiên cái tâm sống dở, tâm đọa lạc, cái tâm sống thấp đó, nó được tăng trưởng hơn. Mình có chuyển thức mình chưa? Mình đã chuyển tâm thức sống của mình rồi, cái này nó thiết thực hơn. Được mấy người đủ phước kiếm ai nó chuyển cho mình, mà người nào chuyển người đó phải nội công cái thâm hậu. Được, mình bây giờ mình cứ đặt một cái câu hỏi thôi, lúc mình chết mình có đủ cái duyên mà gặp một người nào làm việc đó cho mình đó. À nữ ra đợi tới cái người đó mà cứu mình, nhưng rùa mù mà trăm năm trời lên mặt nước. Ở trong kinh nói con rùa mù mà trăm năm trời lên mặt nước mà may mắn vớ được cái bọng cây thì quả thật là hiếm vô cùng. Thì Đức Phật nói thân này mình trong bao nhiêu lần tái sinh mà được thân này không phải vậy. Thì đây cũng ví dụ như trong muôn ngàn cái chết mà cái chết nào mà được thì bác ổ điểm rồi chuyển tức được, trời ơi chắc ngàn người được vài người chứ nó thôi không ăn không chắc. Làm gì cho chắc ăn? Chắc ăn là gì? Tự mình lo cho mình, tự mình phải chuyển mình. Khi mà mình đã chuyển mình rồi, người ta đẩy cái mình đi lên nó dễ. Mình không chịu chuyển mình cứ ghi một chỗ hoài thì ai có đẩy mình cỡ nào cũng chỗ. Đấy bằng chứng là không muốn quy y, ai nói cỡ nào cũng không quy y. Mặc dù người ta khuyên hết sức ta không quy y đi, thậm chí ta ù luôn nữa, quy y đi, chết của bác bò đi. Không có dám nói gì khác hết rồi. Ta nói gì không quy mà không quy. Ta muốn chuyển mình đó, từ một người phàm phu chuyển mình tới một cái chỗ mà nó hay hơn cũng không giờ đâu. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói tích niên hành xứ thốn bộ bất di, chỗ đi năm trước chỗ nay một bước không giờ. Chúng ta đã nhiều lần sống như vậy, năm quanh năm suốt tháng mấy chục năm rồi, chưa hề dời một bước lên một cái chỗ cao, cứ chấp nhận. Cứ chấp nhận cho mình là như thế. Cho nên á, đừng chờ ai chuyển gì cho mình, tốt nhất là chuyển tiền. Còn chuyện thức không bảo đảm, tự mình chuyển cho mình. Mà Pháp Hòa nói cách chuyển là mình từ một cái người phàm phu tục tử, từ một người sống dở chuyển lên thành người tốt, chuyển biết cho đến khi nào đời sống của mình thánh thiện. Chẳng phải là mỗi ngày chúng ta đang chuyển mình sao? Đang đưa mình mỗi ngày mỗi cao đẹp hơn, mình đang chuyển rồi. Đừng có lo còn cái chuyện người kia chuyển mình không biết. Mà người nào mà chuyển được cho mình, nó từ một người dính mắt mà tới một cái chỗ mà lúc đó mà sắp sửa đi mà mình được chuyển, vậy là quả quả thật là mình đặc biệt. Nghĩa là hên xui rồi nha. Còn ví dụ như người ta ai mà chuẩn lên đầu mình chuẩn, rồi bắt đầu người ta buồn đi gì đó, tủng đi tủng đi, nói giống như chuyện nội công vậy, không bao đảm. Cho nên Đức Phật nói này các thầy, các thầy đừng nương tựa bất cứ ai, mà các thầy hãy nương tựa nơi hải đảo của chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới đưa mình giải thoát thôi. Thậm chí mình nương thầy cũng không nên 100%. Nương để tu tập, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng thầy 100% làm được việc đó. Vì thầy cũng là phàm phu, thầy cũng nương chánh pháp. Cho nên trong cái bài kinh Đức Phật nói là người đời có hai thứ cầu, một là pháp tài, hai là tiền tài. Như Lai là người không còn cầu gì nữa, dù là pháp tài hay tiền tài, mà quý thầy phải nên nương vào hải đảo của chánh pháp. Vì chỉ có chánh pháp mới làm mình giải thoát. Còn tất cả cái pháp thế gian này là tạm, chỉ là phương tiện là tạm, chứ không phải là chỗ cứu cánh. Con xin được hỏi pháp về áo Đà La Ni. Phật tử khi mất, con cháu có ý cho mẹ
người ra đi đường mặt có ý nghĩa thế nào, xin thầy giảng cho. Nếu người chưa quy y thọ giới có được mặt không? Bình thường không chịu mặt, đại chết không chịu mặt. Bây giờ đó, thưa đại chúng, trước hết là cái áo đó, quý vị có biết áo gì không? Có thấy không? Ở đây có ai thấy áo đó chưa? Tôi còn nhớ có một lần có cái em đó, nó lên chùa, nó mới chỉ vô cái tủ đó, nó thầy thầy cái đó là cái gì. Hôm qua nói cái đó là cái mền mùa hè, đất nó mát lắm. Nó mới dắt mẹ nó tới, nó nói mẹ mẹ mua cái mền này về đắp. Ở nhà cái mền mình nó nóng quá, bà nhà chửi cho một trận. Thật ra thưa đại chúng, cái đó là do mình chế. Cái đó là mình chế, chứ còn Phật không có cáo đó. Tức là sau này chúng ta chế ra một loại áo, một loại tấm đắp, trên đó có ghi những bài kinh, rồi mình trì chú tụng kinh chú nguyện vô đó, để khi cái người nào mất, mình mặc, mình đắp cho cái người đó, để mong rằng cái năng lực của cái tấm vải này giúp cho người đó có đủ sáng suốt, định tĩnh để người đó nhận rõ vô thường, vô ngã, xả ly, để người đó phát tâm hướng thượng, giải thoát. Đó là một phương tiện. Thứ nhất là trợ lực cho người mất, thứ hai là an lòng người sống. Đó, má được đắp Đà La Ni rồi đó. Nhưng mà với điều kiện là hàng ngày sống đừng có la làng. Chuyện gì cũng la làng là lúc đó không có la đi. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là cái đó, đó ở ngoài Pháp ta kêu là áo lục thù. Cái áo đó là có cái mão đội như Đức Quan Âm vậy đó, đội ra kêu mão Quan Âm. Ở Việt Nam mai ra hai cái túi làm hai cái bao tay. Qua đây không ai dám đeo đó, cho nên biết làm gì không, lấy cái túi định mắt kiến. Bỏ mắt kiến, bỏ những cái bụng cụ vô vậy đó. Rồi ở Việt Nam ta làm thêm tấm để đắp mặt. Ở đây đâu có đắp mặt, đắp nhìn ớn ớn. Thành thử ra ở đây là ta lót cái dưới gối nằm cho người ta gác cái đầu. Thành ở Việt Nam là sử dụng nguyên bộ đó, hai bao tay cột lại đàng hoàng. Ở qua đây rồi là mấy cái đó ta đơn giản lại, lấy cái túi nó đựng ra cái vật dụng, bằng chải đánh răng, kem đánh răng là gì đó. Rồi ta, cái đó là một cái phương tiện để coi như mặc cho người mất, ít nhất cũng có cái gì mặc cho nó tương tất, cho nó đẹp, trang nghiêm, rồi có cái sự cầu nguyện đó. Trợ duyên người mất, an lòng người cho người sống. Nhưng mà Đà La Ni là gì? Chữ Đà La Ni có ba nghĩa. Chữ Đà La Ni có hai nghĩa. Một là tổng trì. Đà La Ni nghĩa là tổng trì. Nhưng mà tổng trì cái gì? Tổng cái gì mà trì cái gì? Tổng tất cả các pháp, hay là tổng tất cả các nghĩa, trì tất cả các pháp, hiểu hết các nghĩa, ứng tu các pháp. Thí dụ mình hiểu được ý nghĩa thắp nhang, cho nên mình thực hiện pháp thắp nhang thắp hương. Thực hiện pháp thắp hương, hiểu được nghĩa pháp thắp hương là tổng trì. Thắp hương, cắm cây hương cho ngay, đó là cái pháp. Hương là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến, ngũ phần hương. Cho nên tôi ứng dụng cái pháp thắp hương và tôi hiểu được nghĩa, ý nghĩa thắp hương. Tôi ứng dụng pháp chưng trái cây trên bàn thờ và tôi hiểu được ý nghĩa của việc cúng dường trái cây. Cúng trái cây không phải là phần ăn, mà trái cây là tượng trưng cho cái quả, nhân quả của đời. Cho nên tôi làm cái pháp đó và tôi hiểu được cái nghĩa đó là tổng trì. Tôi lại Phật ba lại, tôi vẫn đủ ba lại là hành cái pháp. Và tôi hiểu được nghĩa ba lại là Phật
tăng. Tôi vẫn thắp ba cây hương vì tôi hiểu là hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng có hôm tôi chỉ thắp một cây hương thôi vì tôi vẫn hiểu nghĩa rằng trong hộ còn có đủ ba. Đó, vẫn vô dụng cái pháp, hiểu cái nghĩa. Và nghĩa pháp nào mình làm đều có nghĩa của nó hết. Ví dụ thầy tôi cạo đầu, ông thầy mà cạo đầu phải tự hiểu tại sao phải cạo đầu. Nó tại cái mót. Thầy tôi cạo đầu là mót. Cạo đầu là gì? Là cạo cái phiền não. Và anh muốn biến anh nhìn khác lạ đi, để anh làm cái hành cái hành. Anh biết rằng cái tướng anh lạ rồi thì cái pháp tu, cái pháp sống anh cũng phải khác. Tâm hình phải dị tục, cái tâm mình và cái tướng mình nó phải khác với người đời. Người đời ta còn tóc, ta mặc đồ đời, cho nên chuyện hơn vua là chuyện của người ta, không trách được. Nhưng mà anh là người tu rồi, anh cạo đầu, anh mặc áo rồi thì cái sự hơn vua anh phải bỏ đi. Người ta lỡ hơn anh chút, không có chết anh. Nếu anh hành được cái pháp đó là đúng nghĩa cạo đầu mà cả. Vậy cho nên trong tất cả việc làm của chúng ta mỗi ngày, chúng ta làm các pháp và chúng ta hiểu được việc gọi là tổng trì. Mà tổng trì là Đà Ra Ni. Vậy thì trong đời sống này chúng ta đã từng mặc áo Đà Ra Ni chưa? Có không? Mà nhờ mình mặc được cái áo nghĩa của Đà Ra Ni cho mình sống nhẹ nhàng lắm. Vì chúng ta có Đà Ra Ni rồi thì sao? Vô ngại. Nhớ cái bài mình tụng không? Vô ngại đại bi tâm Đà Ra Ni. Vậy thì Đà Ra Ni này chính là tâm vô ngại của mình. Mà vô ngại là không phải là không khe nha. Tôi ứng là tôi làm nha. Không phải. Vô ngại là vì lòng từ mà chúng ta muốn. Đấy. Hôm nay quý vị có lòng từ. Lòng từ với Pháp Hòa, lòng từ với tổ chức, quý vị không ngại đường xa. Lái xe về 5 tiếng mà giờ này vẫn còn ngồi đây. Vô ngại đó. Lần lát là lên, nhướng lên, nhướng xuống, cái ủ ngại. Cho nên thưa là ai muốn mặc cũng được hết, không luận là quy y, không quy y gì hết, ai muốn mặc cũng mặc. Và cái đó là một cái phương tiện. Cái phương tiện có một ví dụ như á, nếu như hàng ngày tâm mình tu tập, tập xả bỏ đi, tập tha thứ bao dung, thì mai mốt ai có đắp cái áo đó cho mình lên á, nó cũng tương đương. Giống như á, ví dụ cái tâm mình có một chút hướng Phật, cái mình mặc cáo tràng lên mình thích. Còn người mà ta chưa biết gì hết á, tự nhiên mặc vô cho tâm nó cũng hơi ngại ngại, nào giờ tu mặc. Cho nên hàng ngày đó chúng ta nên mặc cho mình chiếc áo Đà Ra Ni, đó là hiểu các pháp, hiểu cái nghĩa, hành cái pháp và không có gì ngăn ngại được vì mình hiểu. Cho nên Phật tử có hoài hay nhắc đó, quý vị muốn làm cái gì ứng hợp theo pháp thế gian vốn sao thì mình hiểu nghĩa cho mình làm, không có gì trở ngại. Thờ thần tài là không phải của Phật giáo nha, thờ ông Táo không phải của đạo Phật nha. Thần tài ông Táo phải có đồng Phật, thảo thiên cũng phải có đồng Phật nha. Nhưng mà bây giờ Phật tử mình ở nhà nào có thờ Phật là có thần tài. Nhưng hồi xưa mình không hiểu, mình thờ là mình nghĩ là để ông phù hộ cho mình trúng số, có tiền, cho nên mua vé số về giao ông hết à. Nhưng mà có lẽ ông không biết đọc có sao á, nên không có trúng. Mấy chục năm gửi gắm không trúng. Nhưng mà lỡ Phật tử nào mà hiểu đạo cái đòi dẹp bằng thờ có nó khói, không cần. Bây giờ hiểu đạo rồi thì sẽ hiểu luôn ý nghĩa thờ thần tài thổ địa theo tinh thần của đạo Phật, với cái nhìn của đạo Phật. Cái đạo Phật có một cái con mắt là quán chiếu, nhìn các pháp là pháp thế gian hết. Nhưng mà hãy cái pháp đó vô mắt của đạo Phật là nó biến thành pháp khác. Thần tài là gì? Tiền của là của tiền là của mình, phải không? Mình có khả năng giữ tiền là thần tài. Mình có khả năng giữ hạnh phúc gia đình mình để không đến nỗi ly dị, mà ly dị là bán nhà bán cửa là chia hai, là thần tài, thần thổ địa. Cho mình giữ được tiền, mình giữ được hạnh phúc của mình là giữ được tiền và giữ được.
Cho nên bây giờ hồi xưa không hiểu thờ thần tài để nghĩ rằng ổng phù hộ cho mình có tiền có của. Nhưng khi mình hiểu được rồi, thần tài, nghĩa chữ thần đây là năng lực, là cái năng lực, là sức mạnh, khả năng giữ tiền. Thì tự nhiên bây giờ mình rõ ra cái pháp thờ thần tài khỏi dẹp, mà bây giờ tôi nhìn ông thần tài qua cặp mắt khác. Hồi xưa tôi không biết, tôi nhìn thần tài kiểu vậy. Tôi thờ ông Táo theo cái nghĩa là để ông Táo ghi sổ chuyện gia đình. Cuối năm đốt cho ông Táo, cúng cho ông Táo chè và đốt cho ông Táo con cá chép để ông Táo về trển báo cáo. Và chẳng những vậy thôi, ông Táo nhớ nói tốt giùm gia đình con. Bây giờ tôi hiểu rồi, thờ ông Táo là gì? Giữ lửa. Mà nhà nào còn thổi lửa nấu cơm là nhà đó còn hạnh phúc. Nhà nào mà ăn cơm tiệm hết là nhà đó lửa ông Táo nhà khác. Thờ ông Táo là giữ lửa. Mà theo quan điểm của Phương Đông, giữ lửa là giữ ấm gia đình. Mà gia đình mà còn ấm cúng là gia đình đã hạnh phúc. Bây giờ khỏi dạy ông Táo mà hiểu nghĩa ông Táo. Cho nên cầm ông Táo lên nhờ thầy khai quang, cầm thần tài lên nhờ thầy khai quang. Thầy khỏi khai quang ông này mà thầy khai quang cho người thờ. Người thờ hiểu được rồi, người thờ mở ánh sáng, mở sự hiểu biết, mở mắt ra. Dạ con nhờ thầy khai quang điểm nhãn trong Táo nhà con. Thầy nói tôi không cần khai quang cái ông này, tôi cần khai quang cho hai bà. Ông bà hiểu được ý nghĩa thờ ông Táo rồi. Cho nên cái bài vị của thờ ông Táo để chữ gì? Bốn chữ thôi. Định phúc. Định phúc. Phúc này, cái phúc này an định là nhờ mình. Định phúc tinh quân. Bốn chữ thờ ông Táo. Ai mà có ông Táo để bốn chữ thờ cái bài vị ông Táo, định phúc. Bài vị thờ ông thần tài này: ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ, năm năm phương đông tây nam bắc và phương giữa gọi là ngũ phương ngũ thổ. Địa chủ là có trước có sau, người sống có trước có sau, năm phương thì của lọt ở đâu, chạy cái nơi khói đắng, phương nào cũng bị chấn lại hết, cửa nào cũng phá hết, không có mở cửa, tiền của sao lọt được, xài kỹ cũng chết. Cho nên khai quan điểm nhãn, hay là khi mình chưa thờ khỏi thờ, nhưng lỡ thờ rồi không phải quy y rồi là dẹp hết, không cần, muốn thì cứ dẹp, nhưng mà thật sự theo quan điểm không cần. Mình làm vậy quá ra lúc giờ giả được để giờ giả hết được dẹp hết, không sống vậy được, sống vậy không có hậu có tiền. Cái cách của Hòa là cái mình sống làm sao mà có tiền có hậu, có trước có sau, vậy là tiền hậu địa chủ. Sống mà có thủy có chung, thủy là bắt đầu, chung là đúng. Thủy chung nghĩa là bắt đầu như thế nào kết cuộc cũng phải thế đó, gọi là chung, gọi là thủy chung. Cho mình sống với nhau mà có thủy có chung thì mình phải đối với thánh thần thầy thủy chung vậy. Mà đối với thánh thần thủy chung như vậy thì mình đối nhân sự thế cũng phải thủy chung như thế. Cho nên cái gì mà lọt vô con mắt chánh niệm của đạo Phật, đạo Phật soi được hết. Bây giờ anh trao cho một ông thầy một quyển truyện Kiều, ông thầy đem truyện Kiều ra giảng bằng cái lý của đạo Phật. Từng nhân vật trong truyện Kiều biến thành những nhân vật trong cuộc sống của mình. Trong thế gian này có những con người như là Mã Anh Ta ở gì? Mã Giám Sư không? Có những con người như là Sở Khanh không? Cho nên người nào mà sống mà không được, mày là cái thằng Sở Khanh. Lấy Sở Khanh ra để nói được. Vậy thì trong chúng ta, trong đời sống này, không phải Sở Khanh của ngàn năm trước, mà hiện đời này Sở Khanh vẫn đang có mặt. Thiên Trọng vẫn đang có mặt. Cho nên
Tây Du Ký, truyện Kiều, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Lâm. Lọt vô tay của một người có cái nhìn của Phật Pháp, những cái đó được ánh sáng Phật Pháp soi hết. Chứ ví dụ như là Tiểu Long Nữ rớt xuống cái hố mà đợi Dương Quá 16 năm rồi thả con người lên tôi ở dưới đáy cống. Nhớ chỗ đó không? Ai liệu phim tàu mới biết nha. Tại vì Dương Quá mới biết cái chuyện đó. Bữa nào mình kẹp mình giảng chuyện Kim Dung. Kính bạch thầy, mẹ chồng con năm nay 94 tuổi ở Việt Nam. Bà giờ thì nằm nhiều hơn đi. Bà nằm nghe pháp của thầy 24/24. Trước đây 2 năm về trước bà quy y khoảng 16 năm rồi. Mà bà thì thích uống bia. Mỗi ngày uống 3 lon bia Tiger. Bà đánh số đề. Nay thì hết rồi. Vậy bà có phạm giới không? Mình bây giờ chuẩn bị thưa bà già 94 tuổi nha. Không sao. Trong này có mở ngoặc là 2 năm coi như là quy y khoảng 16 năm rồi, nhưng mà uống bia đánh số đề nay hết rồi. Nếu mà có phạm thì phạm lúc đó thôi, còn giờ nằm chỗ hết phạm rồi. Thật sự ra có nhiều khi á, những vị người ta uống bia, người ta uống là mỗi ngàn lon với cái ý nghĩa là tiêu cơm. Nhưng mà tại sao trong Phật giáo chúng ta cũng không có khuyến khích, là bởi vì chúng ta cố gắng làm sao để cái gì chúng ta đừng có thành một cái thói quen nghiền mà chúng ta không tự chủ được, thì nó đều là nằm trong cái giới thứ năm. Dù là thuốc lá, cà phê hay cái gì đó mà mình không còn, vì mình bị mất tự chủ, khi không có nó mình chịu không nổi thì nó nằm trong cái nghiền. Thật ra mình uống cà phê hay là mình nghiền thuốc lá tội lỗi gì, nhưng mà nó tội là tội mình nè, không có nó chịu nổi dễ thôi à. Ví dụ như giờ có nhiều người ngày tháng hai đi cà phê mà thiếu một cử ngồi ngáp như bà sắp lên. Thì cái anh mà tắm kia nó trời tội bà ghê, cả đời bà dọc ngang mà rốt cuộc